Nguyễn Nguyên Tư nói. Cũng có tranh lệch, nhưng không lớn. Đông Môn Diệu gật đầu nói. Việc này quan hệ quá nhiều, ta phải trở về phệ hồn tông bẩm báo, còn có chuyện tam ca ta. Hắn do dự nói. Hy vọng quý phái có thể tạm thời lưu hắn một mạng, tông chủ phái ta tất nhiên sẽ tự mình hỏi đến việc này. Nguyễn Nguyên Tư đang muốn mở miệng đáp ứng, hắn vốn cũng không có cách nghĩ muốn giết Đông Môn Viễn, nhưng vẫn trầm mặc. Ngược lại nhìn về phía chữ khả nguyệt, việc này dường như cũng không phải do hắn quyết định nữa rồi chữ khả nguyệt lạnh nhạt nói ta đối với phệ hồn tông các ngươi thực không có cảm tình gì coi như là hoàng phủ bật mở miệng đông môn viễn này hơn phân nửa cũng phải chết mọi người đều đầy mồ hôi ma nữ này nói chuyện cũng quá tùy hứng đi à chữ khả nguyệt nhìn đông môn rượu sắc mặt khó coi Khẽ nói bất quá đều là thất đại tông phái chút mặt mũi này ta vẫn sẽ bán cho hoàng phủ bật tuy rằng kết cục đều giống nhau cả sắc mặt đông môn diệu lúc này mới thoáng cái chuyển biến tốt đẹp hơn, ôm quyền nói. Đã như vậy, vậy thì đa tạ khả nguyệt đại nhân rồi. Hai chuyện này đều tương đối khẩn cấp, ta phải lập tức trở lại tông môn. Nguyên tư huynh, tạm biệt rồi. Hắn nói xong, liền lưu lại thừa hạo miểu, hóa thành một đạo quang mang mà đi. Giờ phút này những cường giả tránh thoát một kiếp trong hư không, cũng nhao nhao rời đi không ít, tựa hồ địa lão thiên hoang sắp mở ra có dụng động cực lớn đối với bọn họ. Trong phủ thành chủ, Khương Sở Nhiên cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng, thì thào lẩm bẩm. Rốt cục lại đợi đến lúc tiên cảnh phủ xuống rồi, thiên tư, ta vô luận như thế nào cũng phải đạt được. Nguyễn Hồng Ngọc lo lắng nhìn hắn một cái, nói: "Thiên tư chi năng quá mức cường đại, chúng ta vẫn nên trước tìm Lý Vân Tiêu kia xem thử có thể tiếp xúc toàn diện không, chú ấn của Nhược Mai, nếu như có thể thì cũng không cần mạo hiểm nữa." Khương Sở Nhiên lắc đầu nói: "Không riêng gì vì Nhược Mai, cho dù là vì thành Hồng Nguyệt" ta cũng nhất định phải đạt được thiên tư. Nếu có thể luyện hóa thiên tư, vậy thì Thành Hồng Nguyệt liền có thể áp đảo trên lục phái khác, ta cũng không cần phải chán nản vì sự bất lực của mình nữa rồi." Nguyễn Hồng Ngọc trong nội tâm đau xót, khổ sở nói. "Sở Nhiên, ngươi không cần phải tự buồn bã như thế, ngươi đã làm rất tốt rồi." Khương Sở Nhiên nói. "Đây đồng thời cũng vì chính mình a, à, tu luyện đến trình độ này đã rất khó tiến thêm. Thiên tư có lẽ chính là một chỗ đột phá trên võ đạo chi lộ của ta, có được phía trước một mảnh trời cao biển rộng, mất đi, có lẽ chính là đi đến điểm cuối rồi. Nguyễn Hồng Ngọc dựa sát vào hắn, ôm lấy Khương Sở Nhiên ôn nhu nói. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng. Vô luận là vì thành hồng nguyệt, hay là vì ta, còn vì nữ nhi của ta nữa. Khương Sở Nhiên cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, nói. Yên tâm, ta chính là cao thủ thiên hạ hiếm cỏ, ngươi sợ gì? Lần thi đấu lôi đài này cũng không còn trở ngại gì nữa rồi, Tử Mậu đoạt giải quán quân không thể nghi ngờ. Nguyễn Hồng Ngọc sững sờ, nói. Ngươi sao lại coi trọng Tử Mậu thế? Chiến lực Lý Vân Tiêu kia hơn xa Tử Mậu A. Khương Sở Nhiên cười nói. Thực lực để so đấu lôi đài, nhưng dưới lôi đài so chính là thực lực tổng hợp. Ta tin tưởng Tử Mậu sẽ xử lý tốt chuyện Lý Vân Tiêu, nếu hắn làm không được vậy thì cũng khiến ta quá mức thất vọng rồi. Nguyễn Hồng Ngọc cau mày nói. Nhưng ta thấy tình cảnh hiện giờ, nhược băng không hề có ý gì với Tử Mậu ngược lại rất có hảo cảm với lý vân tiêu khương sở nhiên không cho là đúng cười nói lý vân tiêu quả thật là thiên tài khó được nhưng thân phận quá mức thần bí giao nhược băng cho tử mậu càng khiến ta yên tâm hơn về phần chuyện hảo cảm ở lâu tất nhiên sẽ có hảo cảm lý vân tiêu hấp dẫn nàng cũng chỉ là ở phần thần bí không giống bình thường kia thôi nữ hài tử cuối cùng vẫn cần cảm giác an toàn a à. nguyễn hồng ngọc sẵn giọng xem ra ngươi thật sự rất hiểu lòng của nữ nhân a à rất có người đấy, sao không thu ma nữ này đi?" Khương Sở Nhiên cười nói, "Ta không phải đã thu ma nữ ngươi rồi sao? Ha ha bất quá, hiện giờ duy nhất khiến ta lo lắng chính là." Nụ cười của hắn thoáng cái thu liễm. Nguyễn Hồng Ngọc tựa hồ cảm ứng được gì đó, ngưng giọng, "Chư khả nguyệt, không tệ." Khương Sở Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Nhà đầu ngốc này đối với Nhược Băng cực kỳ yêu thích, nếu nàng cưỡng ép xuất đầu thay Lý Vân Tiêu thì ta sợ kết cục có biến." Bất quá, nếu như Khả Nguyệt Mụi Tử có thể cam đoan an toàn về lai lịch thân phận Lý Vân Tiêu, dùng thiên phù Lý Vân Tiêu, thành tựu tương lai tất không dưới ta, cân nhắc nhược băng cho hắn cũng không phải không thể. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi. Nếu nhân điên này nào cân nhắc được nhiều như thế chứ, gần đây luôn làm việc tùy hứng, nếu theo nàng sẽ hại cả đời nhược băng mất. Tuy rằng ta không phải mẹ ruột nhược băng, nhưng vẫn một mực nhìn nàng lớn lên, chưa bao giờ có thiên vị. Quyết không thể để nhược băng gả cho Lý Vân Tiêu được. Sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa, hỏi: "Sở Nhiên, nếu thật sự phát sinh xung đột, ngươi có nắm chắc áp chế được nữ nhân điên kia không?" Khương Sở Nhiên sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu. Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc đại biến, hoảng sợ cả kinh nói: "Làm sao có thể? Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của nàng sao?" Khương Sở Nhiên lắc đầu nói: "Đây không phải vấn đề thực lực mạnh yếu cao thấp, ngươi cũng biết đấy, nàng làm việc chưa bao giờ kể đến hậu quả." mà ta là chủ thành hồng nguyệt, thân phận của ta liền quyết định ta tuyệt đối không thể nào đấu với nàng. Cho dù có thể áp chế nàng, tất cũng sẽ lưỡng bại câu thương, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Cho nên nếu nàng cố ý đứng về phía lý vân tiêu, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào chính tử mậu đi giải quyết vấn đề thôi. người làm dượng như ta không thể nào xuất đầu được. sắc mặt nguyễn hồng ngọc trở nên cực kỳ khó coi, từ một kiếm vừa rồi mà xem, coi như là nàng liên thủ với nguyễn nguyên tư sợ rằng cũng không phải đối thủ của nữ nhân kia. Khương Sở Nhiên nhìn nàng một cái, thở dài. Còn nữa, nhìn thấy Khả Nguyệt muội tử đi ra đào hòa ổ, hơn nữa võ kỹ nâng cao một bước, trong lòng ta cũng hết sức cao hứng. Lần này địa lão thiên hoang mở ra, ta càng có thể toàn tâm toàn ý đi tìm kiếm thiên tư rồi. Nguyễn Hồng Ngọc nghe được trong lòng giật mình, cả kinh nói. Sở Nhiên, ngươi đừng nói như vậy, ta nghe rất sợ hãi đấy. Khương Sở Nhiên cười to nói. Ha ha, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, chỉ là nếu ta bị thương hoặc là gì đó, thành hồng nguyệt có khả nguyệt muội tử ở đây cũng sẽ không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyễn Hồng Ngọc một hồi tâm phiền ý loạn, chuyện thi đấu lôi đài lập tức bị nàng ném ra sau đầu, hoàn toàn không còn tâm tư đi suy nghĩ nữa. Cái gì? Đây là? Đột nhiên Khương Sở Nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, khiến trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc tim đập mạnh một cú. Trượng phu của mình rất ít khi thất thố như thế, mặc dù là vừa rồi Nguyệt Quỹ biến hồng thì biểu hiện cũng thập phần bình tĩnh cơ mà. Nàng theo ánh mắt trượng phu nhìn vào trong màn nước kia, chỉ thấy trên vương tọa chỗ Lý Vân Tiêu ngồi phát ra quang mang mãnh liệt, cùng sáu cái vương tọa khác sinh ra cộng minh, chậm rãi bay lên không trung, tựa hồ hợp thành trận pháp nào đó, từng đạo hào quang hội tụ đến trên người Lý Vân Tiêu. Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh nói: "Cái này, đây là cái gì?" Loại hiện tượng này nàng chưa bao giờ thấy qua. Sắc mặt Khương Sở Nhiên thập phần ngương trọng, trầm giọng nói: "Truyền thừa võ kỹ, lý vân tiêu này vậy mà khiến vương tọa truyền thừa võ kỹ ta kháo điều này sao có thể hán thân là một trong thất đại tông chủ cũng nhịn không được nữa mở miệng nói tục nguyễn hồng ngọc sợ hãi nói võ kỹ trên vương tọa không phải đã sớm hỗn loạn bị thành chủ vạn năm trước phong ấn rồi sao khương sở nhiên ngưng giọng nói không sai nhưng vị thành chủ vạn năm trước phong ấn vương tọa kia lại khắc sâu võ đạo truyền thừa của mình lên phong ấn qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người cười bỏ qua dân ra, tất cả mọi người cho rằng đó là chuyện hư ảo không tồn tại, không thể tưởng được dĩ nhiên là sự thật. Võ kỹ truyền thừa Nguyễn Hồng Ngọc cũng kinh ngạc ngốc trệ ở đó, lời đồn này nàng tự nhiên cũng biết đến, vốn không cho rằng sinh thời mình có thể chứng kiến, nhưng giờ phút này. Thân sắc trên mặt Khương Sở Nhiên ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói. Thành chủ thành Hồng Nguyệt một đời kia được vinh dự là một đời mạnh nhất trong vạn năm qua, thứ mà ngay cả hắn cũng nhịn không được khắc xuống võ kỹ, tuyệt đối phi phàm, vô luận như thế nào thì Lý Vân Tiêu này cũng phải lưu lại. Giờ phút này trong Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, cũng là một mảnh hoảng sợ và không biết làm sao. Ngay lúc Lý Vân Tiêu ngồi trên vương tọa nghỉ ngơi, tự nhiên lại xuất hiện một đạo quang mang bao lấy cả người hắn vào trong, sau đó trên bảy cái vương tọa sinh ra cộng hưởng không hiểu, chậm rãi bay lên, ngưng tụ thành một cái trận đồ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bảy cái vương tọa trên bầu trời, hợp thành một đường, tất cả quang mang đều hội tụ tới trên người Lý Vân Tiêu lập tức nghĩ tới truyền thừa võ kỹ như lời nguyễn tử mậu nói lúc trước tất cả đều hâm mộ ghen ghét nói không nên lời nguyễn tử mậu càng ghen ghét đến toàn thân run rẩy võ học vô thượng của thành hồng nguyệt thần thông vạn năm qua cũng không ai có thể được truyền thừa lúc này lại bị lý vân tiêu kế thừa nếu không phải có chữ khả nguyệt ở đây hắn liều mạng trọng thương cũng sẽ xông lên cắt đứt truyền thừa rồi khương nhược băng cũng kinh ngạc nói sư phó hắn đây là truyền thừa võ kỹ sao chữ khả nguyệt gật đầu trong mắt cũng lộ tư vị nói không nên lời tiểu tử này thậm chí có cơ duyên thế này xem ra cũng tuyệt không phải vật trong ao nếu ngươi gả cho hắn ngược lại cũng sẽ không lỗ sư phó ngươi nói bậy bạ gì đó khương nhược băng cực thẹn nhiều người như vậy ở đây khiến mặt nàng càng đỏ lên như quả cà nổi giận nói ta và hắn chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường sư phó ngươi đừng có nói lung tung làm xấu thanh danh của ta chữ khả nguyệt có chút cười nói không có việc gì dù sao thi đấu lôi đài cũng không ai thắng được hắn, ngươi gả cho hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Khương Nhược Bang cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn sang, xấu hổ đến mức đầu óc choáng váng, dậm chân cả giận nói. Sư phó quá xấu rồi, ta không để ý tới ngươi nữa. Nàng lúc này hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy, xấu hổ đến mức không dám lưu lại nữa. Nạp Lan chỉ tuyền tức cười, cùng nha hoàn tiểu tuyết kia vội vàng đuổi theo. Nguyễn Nguyên Tư nhìn con mình sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng khẽ động, tiến lên phía trước nói. Khả Nguyệt muội tử, bất thế truyền thừa của thành hồng Nguyệt ta, lại để một ngoại nhân đạt được, cũng không tốt lắm đâu. Chữ Khả Nguyệt nói, ta cũng không muốn ngoại nhân có được, nhưng các ngươi nếu có bổn sự, sao không đạt được truyền thừa cho ta xem một chút. Bảy cái vương tọa này đặt ở thành hồng Nguyệt đã một vạn năm, sao chưa từng có ai đạt được. Nguyễn Nguyên Tư trầm giọng nói, mặc dù thành hồng Nguyệt hiện giờ không ai có thể thì đó cũng là vật của thành hồng Nguyệt, sớm muộn cũng có người thành hồng nguyệt đạt được, nếu truyền thừa ra ngoài, vậy thì trôi mất rồi. Chữ khả nguyệt khẽ nói, a à, ý của ngươi là muốn ta cắt đứt truyền thừa của hắn sao? Nguyễn Nguyên Tư nói, đúng vậy, nếu khả nguyệt muội tử cảm thấy không tiện tay thì cứ để huynh làm thay đi. Trên người hắn phóng xuất ra chấn động nguyên lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong mắt chữ khả nguyệt lóe lên hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi dám. Khí tức trên người nàng trào ra, lập tức ngăn chặn khí tức Nguyễn Nguyên Tư lại, cười lạnh nói. Ngươi không cần lo lắng, sau khi đấu lôi đài, Lý Vân Tiêu này cũng là người một nhà rồi. Trên mặt Nguyễn Nguyên Tư ẩn ẩn hiện ra nộ khí, nhưng cũng không nói gì. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, nói. Vương tọa truyền thừa, vạn năm qua xem chính là cơ duyên, quyết không thể đánh gãy. Hào quang chớp động thoáng một phát, Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc đã dắt tay nhau hiện thân. Mọi người thành hồng nguyệt cả kinh, vội bước lên phía trước kho người nói thành chủ đại nhân tất cả mọi người lúc này mới kinh hãi đúng là thành chủ thành hồng nguyệt một trong thất đại tông chủ trong lòng đám tiểu bối lúc này đều dâng lên nhiệt huyết mắt phóng dị sắc tất cả đều lộ ra vẻ hơi khẩn trương mỗi người bọn hắn đều là nghe chuyện về những nhân vật truyền kỳ này mà lớn lên giờ phút này vừa thấy chân nhân đều nhịn không được kích động vạn phần khương sở nhiên bảo mọi người miễn lễ liền cười nói chúc mừng khả nguyệt muội tử đi ra Chứ khả nguyệt mỉm cười, hạ thấp người nói. Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm. Khương sở nhiên nhẹ gật đầu, hướng chúng nhân nói. Cảm tạ chư vị không ngại xa vạn dặm đi đến thành hồng nguyệt, cũng là cho ta chút tình mọn. Ngày hội hôm nay liền dừng ở đây, mọi người tán đi đi. Thi đấu lôi đài vào ba ngày sau lại tổ chức, không cần báo danh, hoan nghênh mọi người tham gia đông đủ à. Tất cả mọi người đều thụ sủng nhược kinh, nhao nhao tỏ vẻ nhất định sẽ tham gia, sau đó dưới sự an bài của Nguyễn Tử Mậu lần lượt rời đi. Tất cả mọi người biết rõ kế tiếp bọn hắn phải xử lý chuyện võ kỹ truyền thừa, lúc trước Đông Môn Viễn cản rỡ Khương Sở Nhiên này cũng không đi ra, hiện giờ lại đích thân xuất hiện, có thể thấy tầm quan trọng của chuyện truyền thừa này, bọn hắn ở đây trung quy cũng có chút bất tiện. Lần này đi gặp, không chỉ được Thiên Ba Kính tương trợ, đại bộ phận mọi người đều có đột phá, hơn nữa tận mắt nhìn thấy một trận chiến kinh thiên không thể tưởng tượng nổi, khiến lòng bọn hắn cực kỳ kinh hãi, Cuối cùng càng gặp được thành chủ Thành Hồng Nguyệt, một trong thất đại tông chủ cũng coi như không uổng công đi chuyến này rồi. Đợi mọi người rời đi, Nguyễn Nguyên Tư vội hỏi: Thành chủ, Lý Vân Tiêu này quả thật là người ngoài. Nếu không đoạn truyền thừa của hắn, võ học tuyệt thế của Thành Hồng Nguyệt sẽ lưu truyền ra ngoài à? Khương Sở Nhiên ngưng giọng nói: Ngươi nói ta cũng biết, không nói đến Lý Vân Tiêu này có thể trở thành người Thành Hồng Nguyệt hay không. Nhưng công pháp yếu quyết trên Vương Tọa nhiều năm qua cũng chưa từng truyền thừa. Hắn có thể đạt được cũng là chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta có thể thông qua hắn làm khế cơ, tìm về tuyệt học thất truyền, nếu mạo muội cắt đứt vậy thì người được truyền thừa tiếp theo không biết phải tới năm tháng nào nữa. Nguyễn Nguyên Tư ngây ngốc một chút, có chút không biết nói gì, hít một hơi liền yên lặng đứng ở một bên. Chư khả Nguyệt ngược lại nghe được vế sau liền có chút lo lắng, nói: "Tuyệt học này nếu cần thông qua vương tọa truyền thừa, vậy thì tất nhiên khó có thể truyền thụ. Nếu như Lý Vân Tiêu tập được" thành chủ định bảo hắn truyền thế nào đây? Nguyễn Hồng Ngọc nói, làm sao để hắn truyền thì muội tử cũng không cần lo lắng. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, muội tử và người này có quan hệ thế nào? Vậy mà vì hắn lại phế bỏ đệ nhị trong bát tượng, không tiếc quyết liệt với phong hào võ đế, ha ha, phần khí phách này khiến người khó có thể với tới a. À. Chữ khả nguyệt lạnh nhạt nói, nếu truyền thế nào không quan trọng, vậy thì quan hệ giữa ta và hắn càng không quan trọng. Bất quá, nếu các ngươi chọn dùng siêu hồn chi pháp đọc lấy truyền thừa trong trí nhớ của hắn ha ha vậy thì không thú vị rồi khương sở nhiên nói nếu như hắn có thể sử dụng biện pháp của mình truyền thừa võ học đó là không thể tốt hơn nếu không làm được vậy thì siêu hồn chính là cách tốt nhất tuy rằng nguy hiểm nhưng chỉ cần khống chế cẩn thận vẫn có thể tránh ảnh hưởng tới hắn mà chữ khả nguyệt cau mày nói chuyện siêu hồn không bàn nữa thành chủ vẫn nên nghĩ cách khác đi miễn cho huyên náo khiến tất cả mọi người đều không thoải mái. Nguyễn Hồng Ngọc cả giận nói. Chứ khả nguyệt, truyền thừa tuyệt thế của thành Hồng Nguyệt, chẳng lẽ không đáng giá mạo hiểm thử một lần sao? Tuy rằng nơi đây không có người ngoài, nhưng chữ khả nguyệt không cho Khương Sở Nhiên mặt mũi như vây, vẫn khiến lửa giận trong lòng nàng sôi trào. Chữ khả nguyệt nhẹ nhàng cười cười, lạnh nhạt nhổ ra mấy chữ. Không đáng. Chữ khả nguyệt đứng trước mắt ta hiện giờ rốt cuộc là thân phận như thế nào? Nguyễn Hồng Ngọc tới gần nói là ma nữ hay là người chữ gia thành hồng nguyệt. Nếu là ma nữ vậy thì có thể làm theo ý mình, Khương Sở Nhiên liền có thể khu trục nàng khỏi thành. Nếu là người chữ gia thì nhất định phải nghe theo lệnh thành chủ. Chữ khả nguyệt cười lạnh nói, bớt mang những đạo lý này ra dọa ta đi, ta là ma nữ, cũng là người chữ gia, mệnh lệnh của thành chủ có lý ta liền nghe, vô lý, vậy thì cũng chỉ có thể ha ha. Nguyễn Hồng Ngọc tức đến trước ngực phập phòng bất định, làm chủ mẫu Khương gia nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám chống đối nàng như vậy hết lần này tới lần người chống đối này nàng còn đánh không lại nữa nàng tức giận đến thân thể phát run một hơi nơi ngực không biết làm sao để phát tiết khương sở nhiên đau đầu nói tốt rồi tốt rồi đừng cãi nhau nữa có lẽ có thể dễ dàng đạt được tuyệt học cũng không chừng nếu thật phải đi đến một bước kia thì đến lúc đó tính thái độ của ta là tuyệt học của thành hồng nguyệt nhất định phải ở lại thành hồng nguyệt chữ khả nguyệt cười nói sao không lưu lại được chứ thi đấu lôi đài ba ngày sau có ai có thể thắng được lý vân tiêu chứ hồng ngọc tỷ tỷ hắn lập tức sẽ là con rể của ngươi rồi ngươi nên đối với hắn nhiều hơn mới phải đánh giám ta quyết không đồng ý nguyễn hồng ngọc đối mặt chữ khả nguyệt cũng nhịn không được nữa mở miệng nói tục cả giận nói ta là mẫu thân khương nhược băng ta không đồng ý cho dù hắn chiến lực vô địch thiên hạ cũng vô dụng a à, chữ khả nguyệt cười nhạo nói chẳng lẽ hồng nguyệt lệnh sở nhiên đại ca ban bố xuống dùng võ luận thân lại muốn nuốt lời sao hiện giờ đột nhiên nhiều ra một ít điều kiện kèm theo còn cần cha mẹ đồng ý nữa ha ha cái này bảo thiên hạ hào kiệt nhìn thành hồng nguyệt chúng ta thế nào đây khương sở nhiên thấy hai nữ tranh chấp chỉ cảm thấy đau đầu hơn nữa đều là người không thể đắc tội đành phải nói lý vân tiêu này có tham gia thi đấu lôi đài hay không còn chưa nói huống hồ võ học truyền thừa cũng không phải một hai ngày là xong thời gian thật sự quá gấp ta sợ hắn không tới kịp rồi Nguyễn Hồng Ngọc hai mắt tỏa sáng, nói. Đúng vậy ba ngày sau là bắt đầu thi đấu lôi đài rồi, nếu là tuyệt học bất thế, truyền thừa một năm nửa năm cũng là bình thường. Ha ha, muốn làm con rể thành hồng nguyệt ta, đừng có mong, cứ chờ bị siêu hồn đi. Trên mặt nàng lộ vẻ cười lạnh, chẳng biết tại sao, nàng nhìn chữ khả nguyệt là đã không vừa mắt. Chữ khả nguyệt hừ lạnh nói. Hừ, kiếp sau, thành hồng nguyệt cũng không phải chỉ có một mình con gái ngươi, Cùng lắm thì ta từ trong chữ ra tìm một nữ tử gả cho hắn cũng được, trở thành con rể thành hồng nguyệt khó vậy sao? Ngươi, Nguyễn Hồng Ngọc bị nàng chọc đến không còn lời nào để nói. Nguyễn Nguyên Tư nói, đây cũng coi như biện pháp tốt. Tâm tư của hắn cũng hy vọng con của mình lấy Khương Nhược Băng, chỉ cần có thể đẩy Lý Vân Tiêu ra, về phần võ học truyền thừa này ai đạt được, hắn cũng không để bụng lắm. Khương Sở Nhiên nói, việc này tạm thời như vậy, tất cả chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau hiện giờ quan trọng nhất là chuyện địa lão thiên hoang mở ra rất nhanh sẽ khiến thiên hạ chấn động cao thủ các phái đều đến đây sẽ tạo thành áp lực rất lớn đối với an toàn của thành hồng nguyệt mà khả nguyệt ngươi lại vào lúc này triệt để đắc tội lăng bạch y thật sự rất không khôn ngoan nguyễn hồng ngọc mỉa mai nói ha ha khả nguyệt muội tử thần công cái thế chỉ lăng bạch y thì có là gì huống hồ chính cô ta cũng tuyên bố có bản lĩnh thì bảo lăng bạch y đến đánh nàng đến lúc đó người này đến cũng đã có khả nguyệt muội tử ứng phó, chúng ta cứ yên tâm đi. Khương Sở Nhiên nhíu mày, nói. Hồng Ngọc, đừng vội nói lời lạnh nhạt, lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Nếu Lăng Bạch Y đến, liền là đại địch của cả thành Hồng Nguyệt, mỗi người đều phải đứng mũi chịu sào, cách làm của khả nguyệt muội tử không sai. Đánh cho đông môn viễn tàn phế, dương uy phong thành Hồng Nguyệt ta cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nguyễn Hồng Ngọc tức giận nói, sở nhiên, nàng mang đến cho thành Hồng Nguyệt đại địch như thế, ngươi còn che chở nàng. Khương sở nhiên thở dài. Hồng Ngọc, chuyện lúc trước cho dù khả nguyệt không ra tay, ta cũng sẽ ra tay, chỉ là sẽ không làm tuyệt như vậy thôi. Nàng ra tay cũng khiến thành Hồng Nguyệt bớt đi xấu hổ, miễn cho khiến người cho rằng thu thập một bọn đạo trích như vậy còn cần tông chủ tự mình động thủ. Khiến người không nhìn ra thực lực sâu cạn của thành Hồng Nguyệt ta. Nguyễn Nguyên Tư hổ thẹn nói. Đều tại chúng ta thực lực thấp kém, mọi chuyện đều cần thành chủ quan tâm. Khương sở nhiên lắc đầu, nói chuyện võ đạo tuy rằng chăm chỉ trọng yếu nhưng cơ duyên và thiên phú càng thêm quan trọng đã đến trình độ như các ngươi tác dụng của chăm chỉ đã càng ngày càng ít rồi nhưng chỉ cần một mực cố gắng trung quy cũng sẽ có cơ hội đây cũng là ông trời đền bù cho người cần củ hắn có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lý vân tiêu thở dài loại nhân vật như hắn ở tuổi như vậy đã có tu vi như thế thành tựu tương lai ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố a à. Chứ khả nguyệt rèn sắt khi còn nóng nói Vậy thành chủ có thể cân nhắc để hắn làm con rể mà. Khương Sở Nhiên cười nói. Nhân duyên mặc dù đa số do cha mẹ an bài, nhưng thành phần thiên ý rất lớn, khả nguyệt muội tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chứ khả nguyệt khẽ giật mình, lập tức im lặng không nói. Khương Sở Nhiên cười nói. Lại câu dẫn ra chuyện thương tâm của ngươi rồi. Mọi thứ đều có định số, khó có thể cưỡng cầu. Giờ phút này quan trọng nhất là vấn đề phòng ngự thời gian tới của thành hồng nguyệt tai họa ngầm lớn nhất chính là Lăng Bạch Y. Hắn ngưng trọng nói, người này mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, năm đó nghe nói hắn bị Hoàng Phủ Bật đuổi giết, một mực khó hiểu, hôm nay mới biết chuyện đông môn viễn, chắc hẳn là vì thế. Nếu ta không đoán xa thì năm đó bàn tay phía sau chuyện phệ hồn tông đại biến rất có khả năng chính là Lăng Bạch Y, đông môn viễn giết nhiều đồng môn như vậy, thậm chí đã thương Hoàng Phủ Bật, từ thực lực hôm nay của hắn mà xem, không có Lăng Bạch Y tương trợ thì tuyệt đối không thể nào làm được. Nguyễn Nguyên Tư nói. Nếu nói thế, lần này địa lão thiên hoang mở ra, rất có khả năng Hoàng Phủ Bật sẽ đích thân đến thành Hồng Nguyệt cũng không chừng. Khương Sở Nhiên nói. Ân, Nguyên Tư nói thế mới nhắc ta. Ta liền truyền một phong thư cho Hoàng Phủ Bật, mời hắn đến thành Hồng Nguyệt một chuyện, một là xử lý chuyện đông môn viễn, hai là cũng nhiều hơn trợ giúp, có thể ứng đối biến cố đột xuất. Nguyễn Nguyên Tư cười to nói. Nếu có hai vị tông chủ tọa chấn thành Hồng Nguyệt, hơn nữa khả nguyệt muội tử cũng có thực lực sánh với tông chủ vậy thì thành hồng nguyệt chính là thành trì làm bằng sắt rồi coi như là ngạo trường không có đến cũng đành không công khương sở nhiên nhìn thoáng qua lý vân tiêu bên trong vương tọa nói hàng phong trong khoảng thời gian này ngươi phái trọng binh trông coi không được để bất luận kẻ nào đến quấy giày vâng chữ hàng phong vội vàng lĩnh mệnh chữ khả nguyệt nói thanh phong minh nguyệt viên phong cảnh tuyệt đẹp lại có thể phần thưởng mỹ nguyệt khó gặp trong khoảng thời gian này ta liền ở lại đây đi tất cả mọi người là hơi kinh hãi không thể tưởng được chữ khả nguyệt vậy mà lại quan tâm lý vân tiêu đến mức này nguyễn hồng ngọc cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi lo lắng về thực lực đệ đệ mình sao chữ khả nguyệt cười nói ha ha hàng phong đối phó ngoại nhân tự nhiên không thành vấn đề ta chỉ sợ trong thành có phu nhân quyền thế lớn hơn cả hắn cưỡng ép dùng quyền tới dọa tiểu ngốc tử hắn lại không biết biến báo vậy thì phiền toái rồi nàng dù chưa chỉ rõ lại nói thẳng ra hai chữ phu nhân khiến nguyễn hồng ngọc tức tới ngứa răng khương sở nhiên lắc đầu nói khả nguyệt muội tử ở đây vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn rồi ta cũng có thể điều hàng phong đi ứng đối chuyện phòng hộ an toàn sắp tới những chuyện này cứ thế đi mọi người tản đi hắn quay người lại liền cùng nguyễn hồng ngọc biến mất nguyễn hồng ngọc trước khi đi còn không quên lạnh lùng liếc qua chữ khả nguyệt nguyễn nguyên tử nói khả nguyệt muội tử quân đốc ta cũng cáo từ trước. Hắn cùng với nhị tử cũng lập tức rời đi. Giờ phút này trong lòng tâm thần bất định nhất chính là Nguyễn Tử Lăng, chuyện nghe Hồng Kiều hắn một mực không dám lộ ra, hiện giờ mọi người còn không biết tình huống trong đó. Nghe Thạch lúc trước gây ra phong ba thật lớn, nhưng thế nhân rất ít biết, đồng thời được vinh dự là vật điểm xấu, vứt đi lại đáng tiếc, cho nên bị an trí ở bên ngoài thành Hồng Nguyệt, dùng sát nhân đại trận chấn thủ, cũng phái ba gã võ đế trông coi, qua nhiều năm như vậy đều một mực gió êm sóng lặng hắn hận không thể lập tức bay ra bên ngoài thành đi điều tra nếu thật sự nghe thạch đã xảy ra chuyện vậy thì trách nhiệm kia hắn ngẫm lại liền cảm thấy một thân mồ hôi lạnh ngay lúc thanh phong minh nguyệt khâu quần anh tụ hội trong một núi rừng bên ngoài thành hồng nguyệt linh khí mờ mịt mà sinh chim bay tứ tán tẩu thú chạy trốn tựa hồ như bị uy hiếp gì đó khiến mảnh hoàn cảnh vốn an bình nguyên thủy này thoáng cái trở nên khắc nghiệt một đạo thân ảnh chớp động trong tùng lâm rất nhanh liền xuyên thẳng qua trên trăm dặm rốt cục ngừng lại trên một cái cây cục lớn. Trong núi sâu cổ mộc che trời, người nọ xuyên thấu qua trong rừng già hẹp hòi uốn lượn, dừng trước một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Gió thổi khiến ngọn cây cao cao loạn trọng, phát ra từng đợt thành âm sàn sạt, giống như trên đỉnh đầu có một sa mạc thụ hải vậy. Phụ trợ lấy một cổ nghiêm nghị và lãnh tịch khiến cho người hít thở không thông. Trước dòng suối nhỏ có một đầu viên hầu cực lớn đang cúi đầu húp lấy nước, gương mặt hung ác kia đột nhiên ngoi lên khỏi mặt nước. Tựa hồ ý thức được nguy hiểm, nó vội hét lớn một tiếng phóng về phía sau lưng. Một cổ trùng kích từ trên người viên hầu gào thét ra, lập tức mảng lớn rừng rậm liền tan thành mây khói. Thân ảnh nam tử dưới sóng xung kích cực lớn kia lộ ra đơn bạc dị thường, nhưng thân pháp hắn cực nhanh, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, nghiêng nghiêng thối lui ra sau lưng. Quả nhiên là huyết mạch phản tổ, ngươi là từ thánh vực đến sao? Nam tử nhẹ nhàng dẫm trên không trung, tay phải lâm không khẽ vẫy, một thanh trường thương hiển hiện, gương mặt lạnh lùng hiển lộ ra, đúng là la thanh vân thần sắc hắn ngưng trọng nói sao hả mất đi thần trí sao viên hầu sau một giống mắt lộ ra hung quang trên người tràn đầy khí tức cổ xưa và mãng hoang theo hô hấp thoáng mạnh thoáng yếu hoàn toàn không bị khống chế trên mặt la thanh vân lộ ra một vòng cô đơn thở dài quả nhiên là đã mất đi thần trí đây cũng là kết quả khi cưỡng ép mở ra phong ấn chuỗi ghen trong cơ thể a à? hắn vung lấy trường thương nghiêm nghị nói nếu đã mất đi thần trí vậy thì để ta xem thử chuỗi ghen trong cơ thể ngươi đến cùng là thế nào đi thân thể la thanh vân đột nhiên phóng tới ở trên không trung hóa thành một đạo hình ảnh thanh long hiển hiện ở sau lưng hoang thần minh nguyệt thương trong tay hóa thành du long lâm không chấn xuống như cửu thiên lôi kiếp đánh vào rừng rậm vô biên vô hạn kia giống viên hầu dốc sức liều mạng ngửa cổ gào rú một tiếng mạnh mẽ xông lên vung nắm đấm đấm ra ngoài ầm ầm một đạo lực lượng khủng bố khuếch tán trên không rừng rậm mảng lớn cây cối liền biến mất một kích của viên hầu vậy mà phá vỡ thương uy của La Thanh Vân, thân thể La Thanh Vân đỉnh phá uy áp như long uy kia, gào thét phóng tới La Thanh Vân. Cái gì? Không ngờ cường hãn như thế. Trong mắt La Thanh Vân cũng lồi ra, nắm chặt trường thương, bắt đầu thi triển ra chân long pháp thân, từng khối lân phiến hiện ra bên ngoài làn da, toàn bộ quá trình long hóa lập tức hoàn thành, tay phải hắn giơ lên trường thương, hét lớn một tiếng, một đạo long uy từ miệng trong chấn ra, thương thế tùy theo mà xuống, đánh tới. Giống Viên Hầu ở trong Long Uy kia run rẩy thoáng một phát, giữ tợn nghiêm mặt, cắn chặt răng lại đánh ra một quyền. Ầm ầm, hai người dốc sức liều mạng lần nữa va chạm, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Viên Hầu tựa hồ đã chết lặng với cảm giác đau đớn, gào thét lớn lại vọt lên, ngàn vạn loạn quyền vung vẩy trên không trung, chỉ biết dốc sức liều mạng đánh loạn, rừng rậm một mảnh bừa bộn. La Thanh Vân xanh mặt, một thân đã hóa thành chân long pháp thân, như bán yêu, không ngừng chống lấy công kích như phát điên kia hai người đều là võ giả kiểu cương mãnh chiến bắt thảm thiết dị thường mỗi một chiêu đều đánh khiến thân thể rung động lắc lư huyết mạch quay cuồng hống 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 viên hầu càng đánh càng mất đi lý trí càng ngày càng nổi điên hơn nữa lực lượng cũng theo đó được tăng cường một quyền đánh xuống chấn cho la thanh vân vẫn một mực đau khổ trèo chống phải học máu tươi bay ngược xa vài trăm thước mới tán đi cự lực chuyện gì xảy ra một quyền này chẳng lẽ lại một chuỗi ghen phóng thích ra sao La Thanh Vân nghĩ tới loại khả năng này, trên mặt giật mình một mảnh trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua viên hầu đang lâm không bay tới, chỉ thấy hai cái tơ máu đỏ tươi trước ngực viên hầu giống như kinh mạch vậy, cực kỳ khiến người chú mục. Sau sợ hãi ngắn ngủi, một cổ nhiệt huyết cắn xé nhau xông lên đầu, hắn hét lớn một tiếng, lập tức bạo phát ra khí tức toàn thân, đạo đạo long khí phóng lên trời. Hoang thần minh nguyệt thương dưới long khí kích động cũng phát ra khí uẩn chi lực cường đại, chiếu dọi lẫn nhau, lực lượng đan vào cùng một chỗ, trực chỉ đại hầu từ trước mắt. Viên hầu sừng sốt một chút, tựa hồ đã nhận ra bất thường, nhưng dã tính thị sát khát máu kia vẫn khiến nó vọt xuống dưới. Trong miệng liên tục gào rú, tựa hồ muốn thông qua thanh âm để gạt đi sợ hãi trong lòng vậy. Thần sắc La Thanh Vân trở nên bình tĩnh, ngưng giọng nói. Nếu ngươi đã mở ra chuỗi gen thứ hai, vậy thì không có khả năng khôi phục thần trí nữa rồi. Không bằng để ta nghiên cứu bí mật hai chuỗi gen này, thế thì cũng coi như chết có ý nghĩa rồi hắn nắm lấy trường thương trong tay, nhắc tới mà lên, cả người sông lên trời, trường thương cùng thân thể hợp hai làm một, làm một kích cuối cùng. Tử, liền tiêu tán đại địa, trở về cát bụi. Sinh, liền đạt được phá phong chi pháp, mở ra huyết mạch bản thân. La Thanh Vân đôi mắt bình tĩnh như hồ nước, lại cho người một loại cảm giác như giam hãm thiên địa, toàn bộ không gian dưới khí tức này đều như thủy tinh, thỉnh thoảng phát ra thanh âm nứt vỡ. Long khiếu cửu thiên, khuyết nguyệt nan viên một thương lâm không đâm ra, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh màu đen, chỉ còn lại thương mang và viên hầu kia hung hăng va và chạm vào nhau trên không. Hoang thần minh nguyệt thương ngay khi phá phong, một cổ thái cổ chi ý khó có thể địch nổi từ trong thương truyền ra. Tựa hồ thần minh ngủ say đã lâu vào thời khắc này chợt tỉnh lại, La Thanh Vân sau khi ngốc chạy ngắn ngủi, phảng phất nghe được một tiếng hít thở như ảo giác. Oanh! Hai đạo lực lượng bá đạo cực hạn trùng kích cùng một chỗ, trường thương thế như chảy tre, trực tiếp chém nát thân thể viên hầu, một mảnh huyết vụ xuất hiện ở trước mặt La Thanh Vân. Thắng, ha ha, ta không chết. Cái con khỉ này tựa hồ cũng không cường đại như trong tưởng tượng, La Thanh Vân sau cuồng hỉ cũng bất chấp vui sướng. Lúc này trong thân thể nổ bung của viên hầu bắt đầu hiện ra từng đạo hào quang trận pháp hình tròn, đúng là phong ấn chi trận hai chuỗi ghen, giờ phút này cũng hiện ra trạng thái mở ra. Trong trận pháp phong ấn màu lam nhạt kia là hai kinh mạch màu đỏ như máu, cũng bắt đầu dần dần biến mất tán loạn, tan vỡ từng chút một, hóa thành huyết quang nhàn nhạt, nhạt, tiêu tán. Hai mắt La Thanh Vân có chút ngưng, phi tốc ghi chép đồ án trận pháp kia trong đầu. Tất cả đều lập tức phát sinh ngay khi thân thể viên hầu tan vỡ, hắn nhẹ nhàng khép hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Huyết dịch đầy trời và các loại thịt nát nhau nhau rơi xuống, rơi vào trên người, trên mặt hắn, nhiệt độ huyết dịch vậy mà ăn mòn trường báo hắn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. La Thanh Vân mở mắt ra, tự diễu nói. Hôm nay gặp Văn Lâm, có lẽ chính là Thanh Vân ngày sau hắn thu hồi trường thương, quay người liền đi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một mảnh bừa bộn đầy đất. Trong thành Hồng Nguyệt, sau quần anh tụ hội, toàn bộ trong thành đều truyền bá lấy chuyện giữa chữ Khả Nguyệt và Đông Môn Viễn, cực kỳ xôn xao. Cắt, chữ Khả Nguyệt là huấn thú sư, điều khiển yêu điểu bồ câu chiến đấu, cũng hay cho người nghĩ ra được. Tuy rằng ta không tận mắt thấy, nhưng đây là đồng môn sư tỷ của nữ thủ trưởng của nhạc phụ của nhi tử của hàng xóm của biểu cửu của tam cô mẫu ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể gạt ta được chứ? Hừ, nói thật cho ngươi biết a, à, chất nữ của dưỡng của thất cửu của nhị thúc ta chính là một vị nha hoa của chủ mẫu Khương gia thành Hồng Nguyệt. Chính miệng nàng truyền tới, nói chữ Khả Nguyệt kia là thân có huyết mạch Bồ Câu, trong chiến đấu biến thành một đầu Bồ Câu mập mạp, lúc này mới đánh bại Đông Môn Viễn, ngươi phải biết rằng, tồn tại đồng cấp, yêu thú lợi hại hơn nhân loại, không chỉ một chút a. À. Ân, phỏng đoán này có đạo lý, nhưng lại không phải chân tướng. Chân tướng chính là chữ Khả Nguyệt vốn chính là yêu tộc một mực bị thành hồng nguyệt bí mật nuôi nhốt, việc này cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao thôi. Ai z đừng hỏi vì sao ta biết rõ, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu, tên nuôi nhốt chữ khả nguyệt kia vừa hay chính là người chơi với ta lúc bé à. Toàn bộ thành hồng nguyệt đều đang bàn luận trận chiến ấy, nói chuyện say xưa, ai cũng thoải mái. Còn có nguyệt quỹ biến hồng, cũng trở thành đề tài khoác lác đứng đầu, tỏ rõ lấy thành hồng nguyệt mấy tháng này sẽ không được bình yên. Giờ phút này trong phủ đệ Nguyễn Gia, cây cối xanh rờn, kỳ hoa le lói, vùng thanh lưu, dưới hoa và cây cảnh khúc chiết là một cây cầu bắc ngang mặt nước, đi thông đến lương đỉnh. Trong đỉnh, một tượng đồ án bát giác, Nguyễn Tử Mậu dâng hương đánh đàn, tiếng đàn bong bong vang vọng. Nguyễn Nguyên Tư hỏi, ngày mai là thi đấu lôi đài rồi, ngươi có mấy phần nắm chắc? Nguyễn Tử Mậu khí định thần nhàn, thương thế trên người đã tốt lại, hơn nữa tu vị tựa hồ ẩn ẩn càng tiến một bước, nói, 10 phần.